Oh, xin chào mọi người, hôm nay tôi có cái sản phẩm này trên tay review cho mọi người xem. Đó là sản phẩm có tên là của công ty Knapp Co. Này, có cái tag đây, Knife Storage Roll, nghĩa là cái túi đựng dao, thiết kế ở Utah, USA là thiết kế ở Utah Mỹ và sản xuất tại Bình Dương Việt Nam. Đấy. Một sản phẩm được sản xuất ở ngay Bình Dương Việt Nam thôi. Mà lại ship từ Mỹ về. Đây, tôi mở cho các bạn xem. Đấy. Này. Nghe tên hãng này. Nó là một cái túi đựng dao. Đấy. Này. Đấy, loại là đựng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 con dao, 18 con dao thêm nữa. Đại loại lanh kênh là khoảng đựng được 18 con dao. Đấy, con dao gấp thôi. Đấy, cuộn vào như này. Cuộn vào như này. Đấy. Rất gọn, mang đi đâu rất tiện. Đấy. Xong là móc này lên là được. Móc này lên, lên lên này. Đây, dùng một tay thì móc hơi khó. Đấy, móc vào này. Đấy, móc vào. Kéo giật này, thít lại. Đấy. Thít lại rất chặt. Rất chắc chắn. Khá chắc chắn. Và làm bằng vải canvas. Vải này tôi nghĩ tương đối bền. Lót cái lớp ấy này. Đấy. Nếu mà các bạn nào mà có muốn có bộ sưu tập dao và mang một cái túi để xách đi, như đây là một cái xách đi rất gọn nhẹ. Ok, giới thiệu với anh em. Xin cảm ơn.